Đây, hai nhái miền Tây chào cả nhà nha. Rồi, bữa nay hai nhái miền Tây sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái bài thuốc nữa. Mà nói chung thì bài thuốc này là mình kiếm rất là dễ nha cả nhà. Thứ hai nữa là mình bồi dưỡng cho những người mà bị thiếu máu rồi đó. Rất là tốt luôn. Mà nó cũng rất có lợi về hệ tiêu hóa luôn. Đây là cái rau gì nha cả nhà. Cái rau này thì quen cái là có rất là nhiều người sẽ biết, nhưng mà ở trong đây thì cũng có rất nhiều người sẽ không biết. Bởi vậy hai nhái miền Tây mãi làm cái clip này để đưa đến cho cả nhà mình ha. Rồi mình coi xem thử đây là rau gì nha cả nhà. Đó. Ương cũng lên được một mớ rồi. Đây là rau sam nha cả nhà. Ha, rau sam này thì nó có hai loại. Một loại là lá to, tròn, bự kia. Ha. Còn một loại thì lá nó nhuyễn như vậy. Thì cái loại nhuyễn này là cái loại rất là tốt nha. Đó, cái bông nó như vậy mình nhìn nó thoáng thì mình tưởng nó là giống như bông mười dời ha, nhưng thực sự nó ra bông cũng giống như bông mười dời, dòng họ của nó đó. Đó, rất là đẹp luôn, ra bông nè rất là đẹp. Ăn thì nó có cái vị là ngọt hơi chua nhẹ, làm nước tương chấm rất là ngon luôn. Mà tại làm sao mà nói cái rau này nó bổ máu nè, thường thường á cả nhà mình biết á là mình mỗi khi mà mình bị thiếu máu đó, nhất là phụ nữ, phụ nữ mà mấy người có bầu đó thì đi lãnh thuốc sắt để mà uống. Thì trong thành phần thuốc sắt đó là gì? Thành phần thuốc sắt đó là gồm là có chất sắt, nhưng mà người ta tinh chế mà đó. Thì thành phần sắt nó sẽ làm cho mau có là máu huyết hơn đó, ha, cung cấp máu huyết. Tại vì thường thường những cái người bầu đó là những cái người đó bị thiếu máu, thường xuyên là bị thiếu máu đó. Để nuôi dưỡng cái thai mà, đúng không? Còn đối với những cái người mà bị tụt huyết áp nè, thiếu máu nè, thì cũng có thể bổ sung. Những cái người bệnh mà bị thiếu máu đó, suy nhược đồ cơ thể ha, mình cũng có thể mình ăn cái loại này, rất là tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Nó ăn nhiều cũng là rất là ngọt. Nó có thể mình nấu canh, có thể mình luộc ha, mình ăn. Thì cái loại này là có nhiều cái khoáng chất như là kali nè, magie nè, rồi có rất là nhiều sắt ở trong đó. Cái hàm lượng rất là cao luôn ha. Theo hai nhái miền Tây đi tìm hiểu thì biết nó là như vậy. Thành ra là mãi có ương trồng. Đây là cái chậu mà đó, mình ương mình trồng đây, rất là tốt ha. Nhưng mà nó còn ít quá, chưa có thể nào mình quơ mình ăn được đó. Khi nào mà nó nhiều lên đó. Hai nhái miền Tây ở đây tổng hợp mình trồng ha, rau càng cua rồi rau này đó, để mà mình có để mà mình dùng. Rồi rau này là cái loại rau đó là dùng để là bổ máu ăn ha, có nhiều sắt đó, mình ăn rất là bổ máu, rất là tốt cho cơ thể. Với hai nữa là giúp cho nhuận trường, chống táo bón, rất là hay luôn ha. Nấu canh ăn, những cái người nào mà bị nóng trong người, táo bón rồi ha, mình có thể ăn được. Ăn vào thì nó làm cho dễ đi cầu hơn đó, rất là tốt. Rồi cái hình thức thì nó là như vậy, lá nó có hai loại. Lá kim quay gần nè, nó có bông ha, cả nhà mình thấy có bông rất nhiều ha. Mình nhìn thì mình tưởng đây là giống như bông mười dời ha, giống bông mười dời, nhưng mà thực sự nó không phải mười dời đâu nha. Nó là cái họ của nó là họ cũng giống như mười dời quá, thành ra là nó giống chứ. Gọi là đây là rau sam ha, rau sam lá kim. Còn một loại nữa là rau sam lá to, nó to hơn. Thì nói chung hai loại thì cái loại nào cũng được thôi, nhưng mà
mình thường thường mình thấy loại này thì nó đẹp hơn, nói cái này tốt hơn chắc cũng chưa chắc hẳn là tốt hơn, hai cái đều tốt hết. Đó. Rồi nhớ cái hình thức này nó là như vậy, cái hình dạng của nó là như vậy nha cả nhà. Đó. Đây là rau sam ha. Rồi bữa nay hai nhái miền Tây chia sẻ mình một cái loại thuốc nữa để bổ máu ha, những trường đây là loại này ăn rất là tốt ha. Rồi cả nhà mình vô xem để tham khảo nha cả nhà, nhớ đăng ký kênh cho hai nhái miền Tây, bật cái chuông thông báo nha cả nhà, để mình đón những cái video tiếp theo hai nhái sẽ chia sẻ lên nhiều cái video hữu ích nữa cho cả nhà mình tham khảo nha. Rồi hai nhái miền Tây chào cả nhà nha.